Chúng Tôi đã thông tin thời gian gần đây nhiều phụ huynh có con em đang theo học tại một số trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhận được cuộc điện thoại nói con em nhập viện cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy, bệnh viện nhi đồng một thành phố. Đồng thời những người gọi yêu cầu phụ huynh phải chuyển tiền để phẫu thuật cho con em gặp nạn. Nhiều phụ huynh đã chuyển từ vài chục triệu cho đến vài trăm triệu đồng vào số tài khoản được yêu cầu. Tuy nhiên khi phụ huynh tới các bệnh viện thì mới biết là mình bị lừa. Liên quan đến vụ việc này, phòng cảnh sát hình sự phối hợp phòng nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh đang ra soát các số điện thoại để gọi tới các phụ huynh bị lừa để truy xét. Công an thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo khi nhận thông tin về việc người thân bị tai nạn, người dân cần bình tĩnh, liên hệ cơ quan, công ty, trường học nơi người thân đang công tác làm việc, học tập để kiểm tra, kiểm chứng thông tin. Trường hợp không có các căn cứ rõ ràng, người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng để phòng ngừa việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, hiện phòng cảnh sát hình sự BC02 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an 21 quận huyện và Thành phố Thủ Đức đang giả soát các số điện thoại đã gọi tới các nạn nhân để báo có con cấp cứu ở viện phải chuyển tiền để truy xét. Công an cũng đang truy tìm các số tài khoản mà phụ huynh đã chuyển tiền vào. Bước đầu, công an xác định hầu hết các nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo mạo danh là nhân viên, thầy cô giáo, thông báo về trường hợp con của phụ huynh bị té ngã, phải vào bệnh viện cấp cứu điều trị. Thưa quý vị, nhiều người thắc mắc tại sao khi đã có số tài khoản ngân hàng thì có thể truy ra ngay đối tượng đứng đằng sau lừa đảo. Mà không biết rằng, các đối tượng này chủ yếu mua lại số tài khoản và sau đó luân chuyển tiền qua nhiều cách thức để tránh bị phát hiện. Chính điều này đã gây khó khăn cho công an khi tiến hành các công tác điều tra. Do vậy, tốt nhất người dân, các bậc phụ huynh cần phải rất thận trọng và tuyệt đối không chuyển tiền qua các tài khoản lạ. Thưa quý vị và các bạn, việc gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng tưởng chừng như là an toàn, tuy nhiên chỉ cần một vài sơ suất nhỏ, người gửi có thể mất trắng toàn bộ số tiền vào tay những kẻ lừa đảo, những kẻ bất lương. Thời gian gần đây đã xảy ra không ít các vụ việc có liên quan đến việc gửi tiết kiệm ngân hàng, khiến cho nhiều người cảm thấy lo lắng cảnh báo về những rủi ro khi gửi tiền tiết kiệm. Cùng cách phòng tránh một lần nữa lại được đặt ra. Trong chương mục chuyện tối nay của ngày hôm nay, chúng tôi đã mời tới trường quay luật sư Trương Minh Đức để chúng ta sẽ cùng nghe ông chia sẻ về vấn đề này. Vâng ạ, xin được cảm ơn luật sư Trương Minh Đức đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa ông, à, vì sao mà trong thời gian gần đây lại liên tục xuất hiện rất là nhiều những cái thủ đoạn tinh vi à, cho cả đến ngay cả những cái việc à, gửi tiền vào ngân hàng tiết kiệm thôi tưởng chừng như là rất an toàn nhưng mà cũng lại bị biến tướng thành những hình thức khác nhau trước hết phải nói là những cái thủ đoạn để chiếm đoạt mất tiền thì nó diễn ra khá lâu rồi nhưng bây giờ nó lại dường như rộ lên ở những cái khía cạnh khác đầu tiên là phải nói rằng là cái quy mô cái số tiền cái giao dịch nó rất là nhiều ừ. cộng với lại những cái phương tiện hiện đại điện tử online đâm ra nó dễ bị kẻ gian dễ bị lợi dụng ở, ở những cái khâu trung gian và nó có khác là những cái thủ đoạn mất tiền thì như trước đây thì bây giờ đã giảm đi nhưng nó lại có những cái thủ đoạn mới và có những cái cách thức có những cái hình thức mà nếu không cẩn thận thì người dân cũng sẽ mất rất nhiều tiền với cái trạng thái khác chứ không hoàn toàn như ngày xưa nữa Dạ vâng ạ. À, các chiêu thức lừa đảo từ uh, tiền gửi tiết kiệm uh, theo uh, chúng tôi được biết thì có rất là nhiều dạng. À, tuy nhiên thì ở góc độ luật sư thì uh, ông có thể chia sẻ là thường thì uh, những cái kẻ lừa đảo thì họ sẽ sử dụng những cái chiêu thức như thế nào và tại sao mà những cái hình thức đó lại khiến cho nhiều người bị lừa đến như vậy? Uh, hầu hết là có một cái đáp số chung đấy là sử dụng những cái công nghệ mới công nghệ hiện đại uh, mật khẩu hay là password hay là những cái thiết bị giao dịch điện tử máy tính điện thoại vân vân thế còn về cơ bản thì tôi nghĩ là có ba cái nhóm nhóm thứ nhất đấy là ngân hàng cán bộ ngân hàng có những cái sai sót có những cái gian lận có những cái vi phạm và dẫn đến cái chuyện là mất tiền của khách hàng không loại trừ là cán bộ nhân viên là những cái người tham ô những người chiếm đoạt những người lừa đảo trường hợp đấy thì chúng ta phải khẳng định là về cơ bản trách nhiệm sẽ là của ngân hàng cái dạng thứ hai đấy là cái tội phạm bên ngoài à, có thể là câu kết với lại cán bộ ngân hàng có thể là độc lập có thể là uh, xuất hiện bên ngoài hoặc có thể là thông qua các cái phương tiện giao dịch ở điện tử xâm nhập vào mạng máy tính mạng viễn thông của ngân hàng để chiếm đoạt uh, nếu như mà có những cái sơ hở và có những cái uh, liên quan đến trách nhiệm thì ngân hàng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về cái việc thất thoát đấy thế nhưng cái quan trọng ấy là chính bản thân khách hàng khi mà họ uh, có lỗi hoặc không có lỗi khi mà họ vô tình hay cố ý, khi mà họ bị dẫn dụ, bị lừa, bị gạ thực hiện những cái giao dịch mà ngoài ý muốn của họ hoặc là họ không nắm vững thì vô tình hoặc là mình lại cái người chủ động là làm mất tiền của mình. Nếu như liên quan đến cái trách nhiệm của người khác mà mình lại là chính yếu tố chính nguyên nhân chính dẫn mất tiền thì rất khó được bảo vệ, rất khó được bồi thường. Thế còn cũng do cái sai phạm của mình cũng do những cái không hiểu biết của mình nhưng mà lại có cái lỗi lớn của ngân hàng hay là của những cán bộ trực tiếp quản lý chẳng hạn thì cũng phải quy cái trách nhiệm không ít thì nhiều cho ngân hàng à, tóm lại là có rất nhiều cái hình thức mất tiền khác nhau à, có khi là bằng sổ tiết kiệm bằng bản giấy cũng mất à, do mình ký chữ ký khống chẳng hạn à, do mình uh, thực hiện những cái giao dịch uh, chuyển tiền nhầm lẫn hay là uh, thực hiện những cái giao dịch mà ngoài ý muốn của mình cuối cùng là không lấy tiền được về. Thế còn uh, phổ biến bây giờ có lẽ là do những cái uh, sử dụng hiện đại công nghệ uh, bị lộ mật khẩu, bị lộ những cái uh, thông tin cá nhân thì bị kẻ gian lợi dụng hoặc là um, rất nhiều trường hợp bây giờ đấy là ngoài tiền tiết kiệm ra thì là những cái tiền gửi tài khoản khác ấy, bị những cái kẻ gian họ khống chế họ thao túng tâm lý rồi họ đe dọa như thế nào và họ dẫn dụng như thế nào đấy để người ta cứ thế là mang tiền đi chuyển cho những kẻ gian sau đó phát hiện ra thì gần như là không có cách gì để truy xuất để có thể đòi lại được vâng ạ Ở trong thời gian gần đây thì trên rất là nhiều cái phương tiện thông tin có cái vụ việc là tiền gửi tiết kiệm nhưng mà lại biến thành tiền để mua hợp đồng bảo hiểm vậy thì ông có thể lý giải về hình thức này hiện nay cái dạng như vậy thì nếu như mà trường hợp đặc biệt nào đấy thì tôi nghĩ rằng cũng có thể là có gian lận có lừa đảo nhưng về cơ bản thì nó ở một cái trạng thái khác. cũng có ba cái chính. đầu tiên là một cái dạng là người ta tư vấn hay là người ta xui khôn xui dại thế nào đấy mà để người gửi tiền rút tiền từ tiết kiệm của mình, rút tiền từ tài khoản của mình để chuyển sang cái khoản đầu tư. Mà đã là đầu tư thì đôi khi lời ăn lỗ chịu đưa vào cái quỹ đầu tư vào cái công ty nào đấy cuối cùng lãi không có mà gốc thì cũng không biết ngày nào thu về được. Cái dạng thứ hai thực chất cũng là đầu tư đấy là phổ biến rất căng thẳng rất nhức nhối vừa qua chuyển tiền tiết kiệm để mua trái phiếu thì bình thường nó cũng là cái sản phẩm mà có cơ hội và cũng linh hoạt lãi cũng khá rồi cũng có thể thanh khoản bán lại được cho chính công ty hoặc là chuyển nhượng trên thị trường nhưng với cái tình hình rất là khó khăn như vừa qua ấy, thì những cái người đang sở hữu trái phiếu thì cũng nguy cơ nhất rất lớn à, cả gốc cả lãi không biết là có thua được không à, còn cái dạng thứ ba là bị uh, truyền tiền để mua bảo hiểm à, ừ. bản chất thì nó có hai cái chức năng thứ nhất là bảo hiểm cho sức khỏe bảo hiểm cho tài sản cho gì đấy thì là cái sản phẩm rất là tốt rất cần thiết trong cái xã hội này nhưng nếu như không phải là cái nhu cầu của người ta người ta bị nhầm lẫn thì nó lại trở thành một cái gánh nặng thậm chí là mất tiền thế còn cái thứ hai thì rất dễ bị nhầm lẫn đấy là cái bảo hiểm lại kiêm cái chức năng đầu tư ngoài cái việc bảo hiểm rủi ro thì cũng có đầu tư phát sinh gốc phát sinh lãi thậm chí hứa hẹn với một khoản lãi suất có khi là cũng tương đương với lại ngân hàng ừ. nhưng cái, cái chết ở cái trường hợp bảo hiểm đấy là nó có những điều khoản có cái luật chơi riêng nếu mình đóng không đủ đóng không đúng thời hạn không đáp ứng những điều kiện nhất định thì không rút được cái tiền đấy về có thể là mất rất nhiều hay là mất phần lớn thì đấy là những cái dạng rủi ro nó rất giống nhau đều có thể nói rằng cũng liên quan đến một cái cách thức đầu tư và do cái người mà